Tập 11. Nhà Hụ đợi cậu kia, cậu mau tới đó tìm đi. Tiêu Gia Hữu. Sao mà anh lì quá vậy? Tôi cũng không biết nữa. Anh vừa mới lấy kem ném vô người sếp anh đó. Anh nghĩ cái gì vậy? Toàn làm khùng làm điên không à? Tôi đúng là một đứa ngu ngốc mà. Làm vậy là tự giết mình đó. Anh không biết hối cải thì thôi đi, ai cứu được anh chứ? Nhưng mà tôi thật sự không khống chế được bản thân mình. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Dữ dằn. Tôi nể bạn thật sự. Tuyệt vời. Cho bạn tôi 10 điểm. Xin hãy nhận tôi làm đệ tử của anh. Tôi muốn được anh chỉ giáo dạy chứ. Sao giờ lại khóc rồi? Trước giờ chưa có ai sùng bái cậu ấy tới như vậy. Cô đầu tiên. Cái tên Gia Hữu đó hình như biết được cái gì rồi. Toàn là phá đám không thôi. Hắn chỉ là một nhân viên quèn. Nhân viên quèn mà lại dám leo lên đầu của sếp ngồi hay sao chứ? Đừng để nam phụ nhạt nhòa cản trở công việc hết sức quan trọng của nam chính chứ. Tôi đã làm tới như vậy rồi, cô còn muốn tôi làm cái gì nữa? Nghiêm túc đi. Chúng ta còn bao nhiêu thời gian? Tôi chỉ có thể trụ được thêm một tháng. Nếu như một tháng sau không tìm được vòng tay Thiên Kỳ, chính công ty của tôi sẽ phá sản. Chiếc vòng tay ma thuật đó đối với Trần Tiên Kỳ mà nói, chiếc vòng đó sẽ vô dụng nếu như không có cô ta. Cho nên anh phải nhắm mục tiêu là Trần Tiên Kỳ. Tôi có 3 cách. Cách thứ nhất, lấy lòng cô ta. Cách thứ hai, bắt cóc cô ta. Nếu như cả hai cách này đều không được thì anh phải cưới cô ta, lấy nhau rồi ly hôn. Con nhỏ phù thủy đó cũng hay thật. Năng lượng của cô ta đều liên quan đến cảm xúc. Cho nên cách duy nhất mà anh có thể làm là phải thật tàn nhẫn. Chỉ có kẻ tàn nhẫn mới có thể chơi đùa như vậy, đem lại lợi ích cho bản thân. Anh có làm được không? Tôi thì thích những người đàn ông nói xàm thì ít mà làm thì nhiều, có nhu có cương, điềm tĩnh, máu lạnh. Bây giờ tôi phải về đây. Chúc buổi tối vui vẻ. Ê. Cậu có nghe được tin gì chưa? Tôi bị đuổi việc, sếp có nói gì không? Chưa nghe cái gì hết. Ném kem vô mặt sếp thì cũng căng rồi. Gặp tôi ném luôn cái chỗ lâu nhà là chạy luôn. Vậy thì tôi sẽ chết thảm lắm. Sống được ngày nào vẫn hay ngày đó chứ anh bạn. Tôi nể mặt bạn lắm rồi. Sống như vậy cũng sống được hay thiệt á. Tôi đoán là cậu sẽ không sống được một phút đâu. Tiêu Gia Hữu, anh qua đây. Đừng có nhớ tôi quá. Hẹn ngày gặp lại. Công việc mấy nay sao? Coi TikTok nè. Công việc mấy bữa nay chưa? Cũng được đó. Ồ, mấy trò này mới nè. Nay tâm trạng chị đây không tốt. Anh đi cà phê nói chuyện với tôi nha. Sao anh không nói gì hết? Tử phùng tri kỷ thiên bôi thiểu. Người gặp tri kỷ nửa câu đã nhiều. Gặp được người hiểu mình, nói hay không quan trọng. Anh xin chào. Nước ép đây.
Giật cả mình. Bạn đó chắc xảy ra chuyện rồi, để tôi chạy theo nha. Nè, anh đừng có lo chuyện bao đồng nữa mà. Ê, đó lại 2 tháng rồi, chuyện nào trả? Hả, chuyện nào trả? Ê, trốn hả? Muốn chạy chứ gì hả? Tôi... Ê, trốn hả? Chạy hả? Tôi không có nói là không trả. 2 ngày nữa là tôi được nhận lương rồi. Tôi nhận lương rồi sẽ lập tức trả cho anh. Nói chuyện nghe mắc cười quá à. Đại ca, ở đây đông quá, dẫn về rồi tính à. Bắt về. Đừng mà. Đừng mà, tôi sẽ trả cho anh quá. Mà đi. Anh tha cho tôi đi. Tôi sẽ trả đủ cho anh mà. Tôi không có lừa mấy anh đâu. Cầm đi, nhanh lên. Tin tôi đi, tôi không có chạy đâu. Chờ một chút. Ai vậy? Ba anh đẹp trai, chắc mấy anh cũng biết bắt cóc người khác, đe dọa tự do của người khác là phạm pháp. Nếu bây giờ không thả cô ấy ra thì tôi sẽ gọi cho cảnh sát liền đó nha. Cảnh sát hả? Hả? Gọi cái gì mà gọi thằng kia? Hả? Liên quan gì tới cậu? Ra chỗ khác chơi. Dạ. Em xin lỗi đại ca. Đi. Tôi sẽ trả mà, tôi sẽ trả ngay mà. Tôi... Đi. Nhanh lên. Tôi sẽ trả đúng hẹn mà. Xin anh đừng làm như vậy. Đi. Tôi sẽ trả cho anh. Các anh đứng lại. Tôi ra lệnh cho các anh, mau thả cô ấy ra. Dám ra lệnh hả nhóc? Không dám, không dám. Em đây đâu có dám ra lệnh cho mấy anh đâu. Em chỉ là một con khỉ xấu xí. Nhưng mà giang hồ lại gọi em là chú bé mặt dày và ngu ngốc. Đến đây tìm anh chư bát giới. Lên. Chạy à. Ủa? Sao kỳ vậy? Không biết luôn á. Tiêu Gia Hữu, phải nhớ là sống ở đời phải luôn trung thực, dũng cảm đứng lên làm việc tốt. Dũng cảm đứng lên làm việc tốt. Nhanh. Làm ơn tha cho tôi đi. Làm ơn đừng bắt tôi đi mà. Chờ đã. Làm ơn nè, đi. Nè mấy anh kia đứng lại. Alo, cảnh sát có phải không? Có 3 người đàn ông bắt cóc tống tiền một cô gái yếu đuối đang ở cổng 6 công viên Đại Đồng. Mong các anh mau đến đây giải quyết. Cảm ơn. Tôi mới gọi ra đó. Cái thằng này chán sống rồi hả? Tôi chỉ là luật sư, không phải là võ sĩ. Giải quyết lên tòa. Các anh mà còn cứng đầu không tha và làm cho cô ấy bị thương, tôi nhất định truy cứu đến cùng. Và đến lúc đó mấy anh có khóc lóc cầu xin ông bà cũng muộn rồi. Tôi đã gọi thiệt rồi đó. Nguyên một dàn cảnh sát như vậy, chắc chắn là mấy anh sẽ nghe thấy tiếng còi nhanh thôi. Đến rồi kìa. Đừng có sợ nha, đừng có sợ nha. Chờ cảnh sát tới rồi chúng ta nói chuyện cho vui ha. Ở lại cho vui ha. Lại vô. Không sao rồi, cô cứ ở lại trình bày sự việc với cảnh sát ha. Anh do Bồ Tát phái tới giúp tôi mà, có phải không? Có chuyện gì vậy hả? À, không có gì, không có gì. Mẹ tôi nói là phải đi theo thiên thần hộ mệnh của mình. Hả? Ảnh là thần hộ mệnh. À, ảnh vừa mới giúp tôi đó. Mẹ tôi đã nói là phải đi theo thần hộ mệnh của mình. À, chuyện này cũng bình thường thôi. À, bây giờ tôi phải đi làm nữa, cô đừng có đi theo tôi ha. À, nhưng mà tôi không phải người xấu đâu. Anh cứ nghĩ không thấy tôi là được. Thiên thần hộ mệnh giáng trần. Trời ơi, có người được fan bắn tim bùm chiếu luôn. Sẽ đừng có chọc tôi nữa. Anh làm cho tôi ganh tị quá à.
bắn tim, bắn tim, bắn tim. Tiêu Gia Hữu, Tiêu Gia Hữu, hồi nãy anh chưa có nói xong mà sao anh lại dẫn người tới đây luôn vậy? Dạ chào hai chị. Dạ chào anh trai. Mong mọi người giúp đỡ. Ê, anh đưa gái về nhà thiệt luôn hả? Bé này có giọng hiếm nha, làm lòng tiếng được á. Giọng nói của tôi có thể biến đổi nhiều kiểu lắm. Nếu nói chuyện với tất cả mọi người, giọng sẽ tự nhiên như vậy. Còn nếu mà lúc cần chuyển giọng thì tôi có thể lập tức chuyển qua nói giọng phổ thông tiêu chuẩn cũng được luôn. Nếu mà mọi người không thích, tôi có thể giả giọng dễ thương nữa. Thôi khỏi, thôi khỏi, cô cứ thoải mái là được. Thân anh còn chưa lo xong, giờ dẫn thêm người về nuôi hả? Cổ bị giang hồ ăn hiếp nên tôi mới ra tay giúp đỡ thôi. Đúng, mẹ tôi đã nói người giúp đỡ tôi chính là thần hộ mệnh. Thiếu Gia Hữu có vậy mà ghê dữ ha. Hả? Đây là tình yêu sát đánh hay là vợ nhỏ của cậu vậy hả? Thôi, tôi chỉ sợ giang hồ lại tới kiếm cổ gây chuyện. Ý, tôi thấy cậu mới chính là người xấu đó. Bây giờ cô ấy không dám về nhà trọ của mình nữa. Trong túi thì không có tiền, cũng không có đi làm được. Tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Hết cách mới dẫn về đây đó hả? Cho tôi nói cái này, thật ra tôi không có đòi hỏi gì đâu. Tôi là một đứa rất dễ sống. Mọi người cho tôi cái giường ngủ nhỏ là được rồi, tôi không có ý kiến đâu. Thôi bây giờ về đi, họp trước rồi tính ha. Ngồi đi, đừng căng thẳng quá, có gì nói đó thôi. Cho hỏi cô tên gì vậy? Tên của tôi cũng bình thường lắm, còn nghệ danh của tôi là Minh Thiên. Cô có nghệ danh luôn hả? Tôi ở trong nhóm nhạc. Cái gì nhóm gì chứ, là Tuồng Cổ Quỳnh Long hả? Mọi người đừng cười tôi, thật ra ngày xưa tôi cũng nổi tiếng lắm, chắc các bạn trẻ đều biết tôi đó. Không sao, tôi cũng biết nhiều người lắm nhưng mà lại không có ấn tượng với cô ta. Ôi, ảnh cái gì cũng biết nhưng không ai biết ảnh. Minh Thiên, cô nói đi, cô ở trong nhóm nào? Tôi trong nhóm nhảy, xem là mọi người biết liền. Ôi trời, sao rồi, sao rồi, mọi người đã nhớ ra chưa? Cô ấy là vũ công ở trong nhóm Ngọt Ngào Không Cay đó. Nhóm nhảy đó thì tôi biết nha, 2 năm trước nổi như cồn luôn. Đây nè, cô gái này là Minh Thiên, nhảy đỉnh quá trời à. Minh Thiên à, qua đây ngồi đi. Nhưng mà tôi thắc mắc, tại sao mà một người nổi tiếng giàu có như cô lại nợ nần phải trốn vô trốn nhủi chứ? Vì chúng tôi hết thời rồi. Cái lúc nhóm trên đà phát triển thì có thành viên tranh chấp hợp đồng với công ty, kiện nhau ra tòa luôn. Mà vụ này cũng đã kéo dài tới tận 2 năm, đợi tới lúc xử xong, chắc không còn ai nhớ chúng tôi đâu. Nhưng mà ít nhất thì công ty đó cũng phải giúp đỡ hỗ trợ các cô chứ. Giờ cũng hết hợp đồng, nên tôi nghĩ bây giờ mình sẽ phải tự thân vận động. Tôi thì vẫn thấy cô tham gia nhóm nhảy sẽ thích hợp hơn nhiều. Hoạt động trong nhóm cũng rất là tốt mà. Là một mình cô tính làm gì vậy? Tôi hát, tôi hát cũng hay lắm đó. Vậy thì không có vấn đề gì rồi ha. Nhưng mà tôi cũng đã đi hỏi hơn 27 công ty, chỉ có một công ty nhận tôi. Có điều họ bắt tôi phẫu thuật thẩm mỹ. Phẫu thuật thẩm mỹ? Bọn họ cảm thấy tôi
không được đẹp cho lắm. Nói cũng đúng, tôi thấy quyết định này cực kỳ đúng. Không bao giờ, chết cũng không làm. Mắc gì không làm? Phẫu thuật xong sẽ thành người khác. Không phải tôi. Đúng, mình là chính mình, chỉnh sửa làm gì? Tốn tiền chỉnh sửa rồi bị người khác chỉ trỏ, lấy lòng họ được cái gì chứ? Ê, giờ là thời buổi hiện đại rồi, nhìn ưa mắt mới nổi tiếng được. Nếu đã tới bước này rồi, đi thêm chục công ty nữa cũng vậy thôi. Không ký hợp đồng thì không có cơ hội, không có việc làm nên không có thu nhập. Tôi thất nghiệp 2 năm nay rồi, cho nên cũng không còn cách nào khác ngoài dây nợ bọn xã hội đen. Nhưng tôi không có lấy số tiền đó để mua quần áo, túi sách, mà tôi đã lấy số tiền đó để học nhạc, học nhảy nữa. Tôi còn học diễn xuất. Nhưng tôi tin nếu tôi cố gắng hết sức mình, chắc chắn là sẽ có người thích nghe tôi hát. Đừng nói nữa. Cô đừng nói thêm gì nữa. Cô ấy đang theo đuổi đam mê đó. Đam mê. Yên tâm, đã có thần hồ mệnh ở đây thì làm đi. Hãy cứ làm đi. Sống cuộc đời mà cô mong muốn, sống đến khi cháy hết mình với nó. Có thật không? Ừ. Bây giờ chúng ta phải cùng nhau bàn lại và thống nhất luôn, có cho Minh Thiên ở lại hay không. Trời ơi, tới bây giờ mà vẫn còn chưa chốt được nữa. Vậy thì tối nay cô ấy ngủ ở đâu? Hả? À, phải rồi ha. Giờ chốt luôn vẫn còn kịp mà. Xin lỗi nha, nói tiếp đi. Hoàn cảnh bây giờ của Minh Thiên đúng là tội nghiệp thiệt. Đúng vậy, nên tôi hoàn toàn đồng ý cho cô ấy ở lại. Ừ. Tony à. Hả? Anh không có quyền bầu đâu, anh ngồi chơi thôi là được rồi. Tiền trọ gia hữu tôi trả một nửa, nửa phiếu đồng ý rồi. Bản thân tôi nợ Tiểu Kiều mấy tháng tiền nhà rồi đó. Nhưng mà cái người đàn ông sống chung nhà cũng là người nghèo mạt luôn. Cuộc sống tôi cũng đã rất khó khăn rồi, giờ lại có thêm cô bé Minh Thiên kia nữa, chắc là sẽ nghèo tới nỗi ra đường ăn xin luôn đó. Mai tôi sẽ trả tiền tháng này và điện nước. Sống bao nhiêu ngày sẽ trả bao nhiêu nghe ngày. Nghe hay quá trời ha. Vậy thì trả nợ cho tôi đi, đưa 1.200 tệ đây. Không trả tôi sẽ đuổi cô ấy đi. Chắc tính từ A đến Z luôn quá. Bà chủ nhà thứ hai y chang con địa hút máu vậy. Nhận được rồi. Thật ra Tiên Kỳ đã đồng ý cho Minh Thiên ở lại rồi đó. Hả? Nếu không dẫn Minh Thiên vô ở thì sao có thể đòi tiền sinh hoạt của anh được chứ. Tôi phải làm thôi. Ê, đừng quan tâm tới số tiền nhỏ đó. Bây giờ mình bàn việc chính đi. Tôi nghĩ Minh Thiên này á, không có khả năng làm nghề ca sĩ đâu. Có khi gia hữu phải nuôi cổ cả đời luôn cho coi. Tại sao chứ? À, thì khuôn mặt không có hợp, đúng không? Ê, anh vẫn chê người ta à? Hèn gì mấy người trong ngành tóc của anh cũng không ai tôn trọng anh nữa. Nếu mà không có tiền tài, quan hệ rộng rãi á, tôi nghĩ là Minh Thiên cũng khó có cơ hội lắm. Vậy ý cậu là sao? Cậu định thuyết phục Minh Thiên thỏa thuận với công ty hả? Nếu mà công ty có thể giúp Minh Thiên đẹp hơn nữa thì cũng được mà. Ok, tôi đồng ý. Chỉ cần cô ấy có thể thực hiện được ước mơ, tôi cũng đồng ý. Tôi không đồng ý. Sao tôi lại có đứa bạn lúc nào cũng chê người khác xấu vậy chứ? Giả tạo. Tôi vẫn muốn Minh Thiên là chính mình. Thất vọng thiệt sự. Giờ tôi biết mình chơi nhầm bạn rồi. Nói cho biết, tôi mới là chủ nhà nha. Tôi có thể đuổi cổ hết hai người ra khỏi đây, chỉ cho phép Minh Thiên ở lại thôi. Còn phẫu thuật thì tự đi mà sửa nát mình đi. Ai thiệt tình. Làm phiền rồi. Ngủ ngon. Tại sao cô phải lịch sự như vậy chứ? Tại vì tôi biết là tất cả mọi thứ không phải của tôi. Sống phải biết ơn.
Vậy thì tại sao cô lại có nghệ danh là ngày mai vậy? Ngày mai sẽ tốt hơn. Vậy cô có từng suy nghĩ nếu như phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp hơn vậy thì sẽ tốt hơn? Ngủ rồi hả? Hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn. Chào buổi sáng chị Tiên Kỳ. Chào buổi sáng anh Gia Hữu. À, chào. Thơm quá vậy. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ có trụng mì với trứng thôi mà ngon dữ vậy sao? Lâu lắm rồi tôi chưa được ăn món mì ngon như vậy đó. Sau này cô học nấu ăn như vậy đi, rồi nấu cho chồng của cô ăn ha. Sao không phải là chồng tôi nấu cho tôi ăn chứ? Nó không có hợp lẽ thường. Cô không thấy ở trên phim hay sao? Người ta ở trên phim toàn là vợ nấu cho chồng ăn không á. Kết cục tốt nhất là anh Gia Hữu hãy lấy chị Tiên Kỳ đi, sau đó Minh Thiên sẽ nấu cơm cho hai người ăn. Nè, tôi càng nghĩ càng thấy không đúng nha. Chúng ta giữ một đại minh tinh tương lai lại cho cô ấy làm giúp việc, vừa phải nấu nướng vừa phải dọn dẹp, không đúng lắm. Minh Thiên, cô qua đây ăn chung với chúng tôi luôn đi. Qua đây. Được. Qua đây ngồi đi. Nè, cảm ơn. Minh Thiên à, cô cứ ăn từng sợi mì như vậy, ăn xong mì thì đẻ con ra luôn rồi. Ăn vậy thưởng thức được hương vị, ăn uống càng chậm sẽ càng trân trọng thức ăn. Vậy tôi cũng phải thử. Quả nhiên là cảm giác ngon hơn. Chúng ta phải biểu diễn bao lâu nữa đây? Một ngày 4 chỗ, mỗi chỗ khoảng tầm 1 tiếng. Vậy có thể kiếm được bao nhiêu? Tiền đủ 7 ngày ăn mì gói. Tiên Kỳ. Đói quá à. Chỗ này không có giò suất ăn trưa hả? Họ không có thèm lo đâu. Không sao, tôi có đem cơm theo. Tốt quá à. Là gì vậy? Hả? Mì gói? Sao lại là mì gói nữa chứ? Bỏ thì uổng lắm. Coi như mì lạnh, ăn được thêm một cử. Nè, bỏ thêm cái này, vừa ngon lành, vừa đẹp mắt, lại thơm nữa. Sẽ biến thành mì lạnh trộn rong biển. Mau thử đi. Minh Thiên à, cuộc đời cô đã từng nếm trải cảm giác nổi tiếng, bây giờ lại quay về làm nhân viên phục vụ, làm công việc mặc bộ đồ nhân vật hoạt hình không lộ mặt ra. Cô cái gì là nổi tiếng?
thực ra cũng chỉ là có thêm nhiều người yêu thích mình, theo dõi mình thôi. Họ cũng có thể yêu thích người khác bất cứ lúc nào. Nên là tự mình yêu lấy bản thân mình, vậy thì chắc ăn. Thực ra tôi làm mấy việc này cũng không phải để chứng minh điều gì. Tôi mới 20 mấy tuổi, tôi còn có nhiều cơ hội lắm. Tôi có thể cứ thử rồi lại thử, thử tới khi không muốn nữa thì từ bỏ. Nước ép nè. Ê, cậu coi. Tôi đã nói giữ Minh Thiên lại là đúng mà. Bao nhiêu là đồ ăn ngon, coi cách phục vụ kìa, đẳng cấp 5 sao á. Cảm ơn anh Tony. Anh Tony, ăn nho nè. Mau mau bóp cái miệng của anh lại. Minh Thiên quá trang thành con vịt. Đứng 4 tiếng đồng hồ, vừa kêu vừa nhảy, kiếm được 180 đồng. Mua mấy trái cây này, chỉ hết 160 đồng rồi. Không sao, không sao. Nhìn mọi người ăn tôi thấy rất vui. Nhìn tôi cái gì, anh ăn nhiều nhất đó. Thợ làm tóc lớn như vậy mà chỉ có 200 đồng sao? Mau lên đi, cái tên này. Không cần tiền, không cần tiền. Mấy trái cây này mua về là để ăn mà. Đòi tiền thì kỳ quá rồi. Không sao, không sao. Cứ coi như là thù lao diễn xuất đi ha. Ê, chẳng phải là cô biết hát sao? Hát một bài cho chúng tôi nghe đi. Phải, hát một bài đi. Hát thì không thành vấn đề, chỉ sợ là mọi người cảm thấy tôi hát không được hay thôi. Là có chứ. Hát bài đi. Hát một bài đi. Được, vậy tôi sẽ hát một bài tự mình phổ nhạc, tự mình viết lời nha. Cô còn biết tự mình sáng tác sao? Tiểu Thiên Hậu lúc nãy còn đút tôi ăn nho nữa đó. Hay quá trời luôn. Hay tới tôi muốn ngạt thở luôn đây nè. Cô ấy tốt như vậy, chúng ta lại cứ trơ mắt ra nhìn cô ấy bị hiện thực dày dò, bị chôn vùi bởi một đám doanh nhân chỉ chú trọng vẻ bề ngoài. Tại sao cứ phải đẹp thì mới nổi tiếng được chứ? Vậy thì quá không công bằng.
Mặt của cô ấy đúng là quá bình thường. Muốn dùng cái ngoại hình này để nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh, đúng là khó càng thêm khó. Bà cô Cố Tổ ơi, Minh Thiên là một con người rất lương thiện, lại là một cô gái vô cùng đáng yêu. Nhưng mà cũng bởi vì ngoại hình nên không có cơ hội công bằng. Rất hy vọng cô ấy có thể lập tức thay đổi diện mạo. Bà cũng thích xinh đẹp kia mà. Vậy hãy ban cho cô ấy một gương mặt xinh đẹp, một dốc dáng nuột nà đi. Minh Thiên, cô như vậy sẽ chiều hư chúng tôi đó. Vậy hãy ăn nhiều chút nha. Tôi mới phát hiện, thì ra dốc dáng của cô đẹp như vậy. Sau này cứ ăn mặc như vậy nha. Cảm ơn anh Gia Hữu khen ngợi. Tôi biết anh chỉ an ủi tôi thôi. Cô là ai vậy? Anh Gia Hữu mới sáng ra đã chọc phá tôi rồi. Lát nữa tôi chuẩn bị hộp cơm cho anh. Anh đừng có quên xách theo nha. Minh Thiên, cô nói vài câu sến súa ở quê nhà cho tôi nghe đi. Phương ngữ quê tôi đâu có sến đâu. Là bản thân anh sến súa nên mới thấy giọng tôi sến súa. Rõ ràng cô là Minh Thiên mà. À, tôi đã biết rồi. Tối hôm qua cô đã lén đi phẫu thuật thẩm mỹ có phải vậy không? Tôi không có. Đừng có trợn mắt ra nói dối. Cô coi dáng vẻ hiện giờ của cô kìa. Gia hữu tôi trước giờ chưa từng gặp qua cô gái nào xinh đẹp như vậy hết á. À, đây nhất định là kỹ thuật chỉnh hình mới nhất, chỉnh tới vừa nhanh vừa đẹp. Nếu muốn gạt tôi đi phẫu thuật thì cứ nói một tiếng đi. Việc gì phải nói mấy lời dễ nghe tới vậy. Gương mặt tôi sao thay đổi rồi? Sửa mặt rồi, diễn xuất cũng tiến bộ hơn. Tại sao mà trong một đêm đã biến thành người khác rồi? Đây là cuộc đại phẫu thuật xứng tầm thế giới, sao cô có thể không biết được chứ? Anh Gia Hữu, anh phải tin lời tôi nói. Tôi có thể thề trước mặt anh, tôi cũng không biết tại sao trong một đêm mà đã biến thành như vậy rồi. Cô thật sự không biết sao? Tôi tin cô. Cô thật sự là không biết. Chết rồi. Lỡ mà để cho Tiên Kỳ nhìn thấy sẽ hiểu lầm lớn cho coi. Chuyện như vậy? Cô ấy ghét nhất là khách trọ đưa phụ nữ về ngủ qua đêm. Tôi đâu phải phụ nữ nào khác. Tôi là Minh Thiên. Lúc nãy tôi phải tốn khoảng bao lâu mới tin được cô là Minh Thiên? Khoảng 3 phút. Đủ ăn đòn 3 trận không? Cộng thêm 3 lần lột da. Vậy phải làm sao? Lại là mì gói. Anh có nên tính chuyện cùng Minh Thiên mở công xưởng mì gói hay không? Ê, cô ấy đâu rồi? Ờ,
tôi hỏi cô một vấn đề nha. Cô có tin được không, chuyện một cô gái bình thường chỉ trong một đêm biến thành mỹ nữ không? Tôi không tin. Vậy cô có tin là với công nghệ y thuật hiện nay, có thể chỉ trong vòng vài giờ ngắn ngủi là có thể biến một cô gái bình thường thành một mỹ nữ không? Tuyệt đối không tin. Tiêu Gia Hữu à, ừ? Có phải anh đã làm chuyện gì tội lỗi hay không? Đâu có. Vậy tôi hỏi cô thêm một câu nữa. Nếu như tôi có một người bạn rất tốt, đương nhiên là cô ấy là mỹ nữ, cô ấy có thể nào tới nhà của chúng ta, sau đó ở qua đêm không? Được chứ, đương nhiên là được, vô cùng hoan nghênh. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Vậy cảm phiền cô ấy lúc bước vào nhà này sải chân phải rộng một chút để tránh đạp phải thi thể của anh. Tiêu Gia Hữu, anh còn có câu hỏi gì không? Anh không có, nhưng tôi có. Mấy ngày hôm nay anh đã làm quá nhiều chuyện kỳ quặc, tôi phải thu lại điều ước đối với anh. Là điều ước gì vậy? Chính là ước nguyện cho anh lương thiện, lại vừa có siêu năng lực, dũng cảm làm những chuyện anh muốn làm. Tôi đã có sẵn mấy năng lực đó rồi mà. Tóm lại là tôi muốn thu lại. Thu Minh Thiên. Ờ. Hả? Minh Thiên đang ở đâu vậy? Tôi đâu có biết đâu. Sao mà có vẻ như đang ở trong phòng anh đó. Làm sao có thể chứ. Này, làm sao có thể được? Phòng của tôi đâu có từ ngoài mở vô được. Minh Thiên à, tôi sắp ra đảo làm việc cho một công ty bất động sản rồi. Một mình cô nhớ cẩn thận đó. Đi đường cẩn thận nha. Đi thong thả. Chỉ không tin hả? Chắc chắn là không tin rồi. Nhân lúc chưa biến thành hiện trường án mạng, chúng ta mau bỏ trốn đi. Đứng lại, tính đi đâu chứ? Tiên Kỳ, cô cho tôi 3 phút ha, tôi nhất định sẽ giải thích rõ ràng với cô. Giải cái miệng túi của anh lại đi. Người đẹp à, tối qua cô ngủ ở đây hả? Vậy thì cô ngủ với ai đó? Là chị đó. Hả? Người trong nhà của chị. Tiêu Gia Hữu, bây giờ tôi đã hỏi rõ ràng rồi, không có đổ quan cho anh chứ. Chị Tiên Kỳ đang tính làm gì vậy? Đi lấy hung khí đó, thảm án sắp xảy ra rồi, mau chạy đi. Minh Thiên à, mặc kệ cô đẹp hay là xấu, nhất định đừng có tàn ác với đàn ông như vậy. Càng không được ném phi tiêu dùng hung khí, quá đáng sợ. Đó là bởi vì chị Tiên Kỳ quan tâm anh Gia Hữu quá thôi mà. Bộ cô cảm thấy như vậy sao? Ừ, chỉ là chị Tiên Kỳ còn chưa biết bản thân mình thích anh thôi. Cô gái xinh đẹp nhỏ bé này cũng có chút hiểu biết đó. Biết là anh Gia Hữu có sức quyến rũ khó cưỡng. Tôi là Minh Thiên mà, tôi đâu phải cô gái xinh đẹp gì đâu. Không phải là tôi nói cô đâu. Sao giờ nháy mắt cái là cô đã trở nên gợi cảm như vậy, hoàn toàn không giống với Minh Thiên trước kia. Đúng vậy. Sao tự nhiên tôi lại biến thành như vậy rồi? Bỏng mắt quá đi, đừng có theo tôi đi làm. Vậy tôi sẽ ở bên ngoài đợi anh tăng ca. Không có gây chuyện và đừng gây họa nữa đó. Phúc tinh. Tạm biệt. Anh muốn làm gì? Đinh Đinh, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Đúng vậy. Người đẹp nè, điều kiện của cô tốt như vậy, cô
có hứng thú gia nhập showbiz không? Tôi biết có rất là nhiều minh tinh được phát hiện ở trên đường phố. Đúng vậy, bây giờ lại có thêm một người. Vậy chắc chắn đó không phải là tôi. Tạm biệt. Ê, ít ra cũng cho số điện thoại chứ.